Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Vậy là hôm nay bản thần thú đại chiến đã cập nhật được thêm bốn cái giải thi đấu lên server mới Và hôm nay cũng là ngày cuối của cái sự kiện vòng quay Zerziachi với Dianga rồi Bạn nào mà còn đang lăn tăn à, Chưa biết chọn S cộng nào thì cứ nên chọn Ziachi nhá Hoặc là nếu không có thể tích kim cương Bởi vì là hai tuần nữa sẽ có mèo thần tài Và sẽ có sự kiện đấu giá S cộng mới Khả năng cao đó là của con sơnia Và giải câu cá này Câu cá thì chưa chưa thấy xuất hiện này nó sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật hàng tuần Phần thưởng đây Hên xui các bạn có thể được hạng Càng cao thì thêm tầm 200 kim cương là cao nhất này 4.000 điểm Để mua shop Cửa hàng Thì chưa biết là cập nhật được thêm Đó là con Mảnh của con Kio chưa Hiện tại thì mình đang có đến 342.000 điểm shop này Để dành Chờ lúc mà Kio cập nhật trong này là mua thôi Thường thường thì mình cũng rất lười câu cá Cho nên mình toàn để cái phần đó là Câu tự động và tiếp theo nữa đó chính là cái cái mất cái thử thách phòng tập bây giờ đã mở phòng tập liên server rồi này à, để được lọt vào trong này thì các bạn phải phá được một cái đảo ở trong này trước đã sau bắt đầu cái đảo kia nó sẽ hiện ra để các bạn vào tranh chấp mình lấy một ví dụ là mình vừa đập được cái phòng tập Sinaba này rồi này thì bây giờ khi vào phòng tập liên server như thế này thì cái phòng tập này bắt đầu mở ra và mình sẽ có thể là lọt được vào đây ở đây thì à, mình sẽ để những pokemon mà cùng hệ vào nó tức nghĩa là ở đây là cái nhà thi đấu lửa với cả giác đấu cho nên là mình chỉ để những Pokemon như thế này thôi hệ lửa với giác đấu như thế này các bạn lắp vào đây và đến khi nào có dạng như là có địch xuất hiện đánh vào mình thì coi như là mình có thể nếu bị thua thì mình sẽ bay ra khỏi cái chỗ này còn nếu mà thắng thì là mình vẫn còn ở cái trụ lại ở cái hàng này đây mình lắp như này đội hình như thế này mà mình đã có mặt đây rồi và nếu bạn mà được Đứng ở trong cái này đến cuối ngày chủ nhật thì bạn sẽ được có thêm phần quà mới nữa. Hầu như trong này ải siêu có lẽ là ải được xịn nhất này. Nếu mà ở cái phòng tập này của mình thì hình như là mình được đó thêm đồ như thế này. Tiếp đến đó là cái Indigo Lincever ghép cặp kỳ này đây, đã đăng ký. Và còn 22 phút nữa là sẽ bắt đầu diễn ra đội hình của mình đây, 12 con. Nó rất là cùi, mình có thể để đội hình như thế này lắp vào và để nó tự động đánh nếu mà mình không có thời gian để đánh chẳng hạn ok đấy là đội hình để chuẩn bị đánh ở trong cái đấu trường liên server này phần quà cũng rất là ok trong này thì các bạn sẽ có bắt đầu có điểm để có thể mua được mảnh golden trong này nhưng mà cũng khó kiếm đấy điểm ở trong này các bạn phải hạng hạ cao cơ và tiếp theo nữa đo trung tâm thương mại lên server. Bây giờ mình bắt đầu mới về và bắt đầu vào thì bây giờ mình đang đứng ở hạng thứ 212 luôn. Và mình có thể đánh những người chơi khác. Ở đây mình người chơi này đang có 74.000 xu thế nên mình đã cướp được 10% của họ tức bảy là 7.400 xu. Và các bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa như thế này. 7.400 này, bắt đầu đánh này. đấy win và mình chỉ cần thắng hai trận thôi là coi như là mình đã có thêm được leo lên hạng rồi trong này là mọi người sẽ cướp của nhau để có thêm điểm xu để có thể mua quà đồ trong này mảnh vạn năng và mảnh lu ra là cái mình cần mua ở trong này đây là có thêm chỗ để có thêm mảnh vạn năng rồi và ngày hôm nay là có thêm một cái cốt mới nữa đó là cốt của cái sự kiện sôi nổi mỗi tuần lại kiếm thêm được 500 kim cương, ba mảnh văn đăng vàng. Kèm theo nữa đó là sau khi bảo trì xong và có thêm bốn cái nhà thi đấu mới lại có thêm cái cốt bảo trì nữa này. Đây chính là cái cốt bảo trì này. Chúng ta có thêm 500 mảnh văn năng à, 500 kim cương, ba mảnh năng vàng nữa. Vậy là tính ra không nạp từ cái đợt mà đua bit ở Celebi xong thì đến bây giờ mình kiếm được tầm hơn 20.000 kim cương rồi bởi vì là cốt nhiều với cả kim cương kiếm cũng nhiều. À, nói nói chung là một tháng các bạn hoàn toàn có thể kiếm được kim cương để quay được một con S cộng ở trong sự kiện. Hôm qua thì mình có làm cái clip nói về dạng như là gợi ý những bảo vật vàng à, sử dụng cho S cộng và S, ấy. nhưng mà chủ yếu là nói theo kiểu mà công dụng của nó là như thế nào. Bởi vì à, khi các bạn đều hiểu được đó là cái công dụng của những bảo vật vàng như thế này và khi các bạn hiểu được bộ skill của những S cộng và S thì các bạn sẽ như là tự có thể lắp được những bảo vật vàng này cho phù hợp. Với những bảo vật vàng này thì kiểu dạng như là có những người mà nạp thì các bạn sẽ có được nhiều hơn Còn nếu mà không nạp thì chủ yếu là vẫn có 5 loại thôi Vuốt, uh, khiên, sáo với cả giáp với cả cái vòng tay này thôi này Ở đây thì um, kiểu dạng như hôm qua mình có gợi ý là những món đồ nào theo kiểu dạng phòng thủ Những món đồ nào theo dạng tấn công rồi này Nhưng mà có lẽ là bây giờ mình sẽ chuyển qua đó là S cộng nào sẽ sử dụng những món đồ nào theo cái ý kiến riêng của mình ở đây thì mình sẽ đưa ra một số S cộng mà theo kiểu mà những S cộng mà đang hot hiện nay nhiều người sử dụng để các bạn có thể tham khảo và sử dụng những món bảo vật vàng nào mà các bạn cảm thấy hợp lý. Đầu tiên là mình sẽ nói về S cộng Hupa, một S cộng đam rất là hot và nếu bạn nào mà không nạp thì các bạn có thể có được đó là năm món đồ vàng như thế này. Và trong năm món đồ vàng này thì món nào sẽ hợp cho Hupa thì đầu tiên cái vòng tay khổng lồ này tăng thêm song công thì Hupa nó sẽ sử dụng song công ở trong cái bộ skill của nó thì nên là cái vòng tay khổng lồ này hoàn toàn có thể phù hợp với cho Hupa nếu các bạn mà cần tăng thêm sức tấn công dành cho Hupa này còn nếu các bạn không sử dụng vòng tay khổng lồ này thì có một món nữa có thể sử dụng được đó chính là khi bất tử để giúp cho Hupa kiểu dạng như là bình thường thì hiểu dạng như là các bạn lên được nhiều sao ấy các bạn nó hút chỉ số của địch càng lúc càng nhiều thì phòng thủ mấy cả tấn công của UPA càng lúc càng mạnh rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần tăng thêm cái khả năng sinh tồn của nó tốt hơn thôi, bằng cách là tự hồi máu Dựa qua cái khi mất tử này thì vẫn là ok. Thì có hai món đồ nếu mà bạn nào mà chơi UPA mà không nạp thì vòng tay khổng lồ Thiên về tấn công, còn là khi mất tử Thiên về sinh tồn, các bạn có thể sử dụng dành cho UPA được. Còn nếu mà các bạn mà có những món bảo vật vàng khác nạp chẳng hạn thì hoặc trong đó những con tấn công thì thanh kiếm bất tử này hoàn toàn phù hợp với những con bắn tấn công luôn hầu như nhiều con sẽ sử dụng được ở đây thì sử dụng chủ yếu dành cho những con nào sử dụng công đặc biệt này và ngoài ra vừa còn tăng tốc vừa tăng thêm tỷ độ kích nữa rất là hợp luôn nhưng mà bạn có thể sử dụng những món khác còn hupa thì các bạn có thể sử dụng đó chính là cái đây chính là cái bảo vật riêng của hupa này bảo vật này thì là nó vừa có khả năng đó là khi mà đầy nộ rồi thì nó sẽ hóa giải được một hiệu ứng khống chế giúp cho hupa nó cũng sẽ không bị ngắt tấn công liền mạch của nó và lúc đó sẽ tăng thêm nữa đó chính là cái tốc độ với cả sát thương của đòn tuyệt kỹ cái này hoàn toàn có thể tăng thêm sức tấn công dành cho Hupa được và còn nhiều tất S tấn công khác này thì đây là chính bảo vật riêng của nó nó có thể khuyến khích sử dụng dành cho Hupa các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những món, những cái món khác tuy là có ít cái phần hiệu ứng hơn ví dụ như là Hupa sử dụng công đặc biệt với cả nếu mà có tốc độ thì càng tuyệt vời hơn để nó đi trước và cướp chỉ số của địch cũng vẫn nhiều hơn thì lúc đó cái vòng tay năng lượng này vẫn có thể sử dụng được này Tiếp đến đó là Ziachi. Với Ziachi thì các bạn có thể sử dụng, đó chính là lại với những người nào không nạp. thì là vẫn lại năm món bảo vật này thì vòng tay khổng lồ có thể sử dụng dành cho Ziachi được để tăng thêm sức tấn công và có thể khả năng hồi nộ nhanh. Ziachi nó cũng sử dụng song công và nếu mà cái này tăng thêm cái công vật lý nữa thì những đòn sao băng của Ziachi cũng sẽ mạnh hơn. Và nếu bạn không có à không sử dụng cái kia thì có hai món đồ nữa đó là kiếm mất tử để có thể giúp Ziachi được hồi máu và cũng là tăng thêm khả năng sinh tồn và cái tiếp theo nữa đó là sáu poke một cái đều dạng như là đứng đằng sau hỗ trợ cho đồng đội uh, thủ hàng trước uh, thêm mạnh hơn bằng cách đó tăng thêm uh, uh, sát thương với cả khi mà dính bịu bất lợi ấy, thì nó sẽ đánh bật lại trợ địch và cả hồi máu lại dành cho pokemon đó thì đó là những món đồ các bạn có thể sử dụng dành cho giachi nếu bạn không làm còn nếu các bạn làm thì cũng đương nhiên là cũng rất là nhiều món đồ khác các bạn có thể sử dụng cho giachi được đầu tiên đó là cái vòng tay năng lượng này công đặc biệt với cả tốc độ Giachi thì rất là cần tốc độ đi trước cái này còn có khả năng hồi nộ nữa này một món đồ nữa đó chính là thanh kiếm bất tử rồi thanh kiếm bất tử thì hầu như dùng cho Pokemon nào cũng được à, thanh kiếm bất tử theo kiểu mà tăng tốc độ lên rất là nhiều bạn sẽ cần Giachi đi trước chẳng hạn thì thanh kiếm bất tử này vừa tăng công đặc biệt vừa có thể tăng thêm tỷ liệu, à, tỷ bạo kích vừa tăng thêm đó là cái tốc độ bạn có thể sử dụng cho Giachi à, tuy nhiên là thanh kiếm bất tử này cũng chỉ có một cái cho nên là nhiều người sẽ sử dụng dành cho con Mega Rayquaza là chính hơn. Còn bạn nào mà muốn sử dụng cho Giachi cũng vẫn có thể được. À, tiếp theo nữa, nếu bạn muốn gọi à, như là Giachi có thể bổ trợ dành cho đồng đội có phòng thủ cao nhất bên bạn ở hàng trước ấy, đó là địch nào mà có đánh vào thì sẽ bị giảm đi tỷ lệ kích, với cả địch bị giảm tốc độ hồi nộ thì cái này theo kiểu mà các bạn lắp vào để bổ trợ à, dành cho Pokemon khác là chính thôi. Nó cũng giống như kiểu cái sáo Poke này vậy. Thì đó là món đồ À, các bạn có thể sử dụng dành cho, cho Một cái nữa Đây chính là giày patin siêu cấp của giachi này Đồ bảo vật riêng của nó Tuy nhiên là cái này thì hầu như Pokemon nào cũng lắp được à, Các bạn có thể sử dụng bảo vật khác Hoặc dành cho giachi Mình nghĩ là sẽ tốt hơn à, Vòng cổ bí ẩn này Đây một cái để tăng thêm sát thương cũng rất là tốt Và ngoài ra còn có thể tăng thêm tốc độ nữa Hầu như đánh lên địch nào mà đang bị hướng bất lợi Thì... Sát thương đều được tăng thêm đó là 10%, đây là một món đồ yêu thích của những người chơi bản tính chung khi sử dụng dành cho Asgenza với ở con Diamond uh, kyo này. Với Celebi, với Celebi với trong năm món đồ như thế này thì bạn có thể sử dụng món đồ nào? À, thì trong đó nếu bạn muốn tăng thêm kiểu dạng như là cái sát thương đến từ bom với cả công của Celebi thì các bạn có thể sử dụng vòng tay khổng lồ, tuy nhiên là mình không khuyến khích. Mình hay hướng Celebi theo hướng gọi là có khả năng phòng thủ cao nhiều hơn thì các bạn có thể sử dụng đó là khi mất từ còn nếu bạn không sử dụng khi mất tử thì có thể sử dụng đó là cái giảm cái đòn tuyệt kỹ đánh vào. Vẫn là ok. Còn tiếp đến nữa. Theo kiểu nó cũng giống như Giachi thôi. Nó cũng giống kiểu cần tốc cho nên là những món đồ của Celebi sử dụng các bạn có thể sử dụng y xì như giống của con uh, Giachi. Như mình nói lúc nãy là ok. Mà tiếp đến nữa đó là nhiều bạn muốn hỏi về con Raimon Kyo. Thì Raimon Kyo thì trong thời gian sắp tới nếu mà tháng 7 cập nhật được. Thì... Uh, sẽ sử dụng món đồ nào ở trong cái năm cái món đồ kiểu dạng như là thế này à, không nạp thì trong đó thì Raymond Kyo là một Pokemon sử dụng công đặc biệt trong món đồ này thì hầu như chỉ có mỗi cái vòng tay khổng lồ là Raymond Kyo thôi bởi vì nó nó có kèm công đặc biệt nhưng mà trong đó thì khi mất tử các bạn có thể sử dụng được à, thành phần cộng hưởng có thể sử dụng được đây là hai cái món theo kiểu tăng cường phòng thủ dành cho Raymond Kyo là chính Kyo thì nó có có hai hướng đó là hướng hỗ phòng thủ và hướng tấn công thì mình hay toàn hướng Brian Kyo theo hướng tấn công là chính cơ thì nếu mà các bạn mà trong năm món đồ này không nạp là thì là như vậy còn nếu mà các bạn nạp thì có những món đồ theo kiểu tiên về hướng tấn công thì các bạn có thể sử dụng đầu tiên đó chính là vòng tay năng lượng vừa tăng tốc vừa tăng công đặc biệt rất là thích hợp dành cho Brian Kyo cái tiếp theo đó chính là thanh kiếm bất tử cũng tương tự như vậy vừa tăng bạo kích vừa bỏ qua thủ đặc biệt của địch vừa tăng tốc độ cũng sẽ rất là hợp với cả Brian Kyo luôn một cái nữa dành cho Diamond Kyo nếu các bạn nạp này. Kính an toàn cũng có thể được này. Tuy nhiên là các bạn có thể sử dụng món đồ khác. Cái kính an toàn này thì để cho con khác. Còn vòng cổ biển, một món đồ yêu thích của Diamond Kyo với Asgenza ở bản tiếng Trung, nhiều người sử dụng. Cái này thì đánh lên con nào hầu như cũng sẽ gây ra tăng thêm 10% sát thương thôi và cộng thêm đó là 10% tốc độ trong hai lượt nữa. Sát thương lại tăng thêm 15%, đây là một món đồ tăng sát thương nên rất là cao. Tính ra là tổng lại bạn ạ khi bạn tấn công mà sử dụng vòng cổ bí ẩn thì tăng thêm đến tận 30% sát thương. Đây món một món đồ tăng sát thương thấy rất là ổn và các bạn sử dụng cho những con tấn công của bạn kèm theo tăng tốc. Thì đó là những món đồ mình thấy là ổn dành cho Diamond Kyo. Chủ yếu là theo hướng tấn công là chính thôi. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở clip khác. Nhưng các bạn thấy đó là mình giới thiệu bảo vật vàng nó theo kiểu rất dài dòng, lan man và liên miên nhưng đó là phong cách của mình rồi. Mình vẫn hay theo kiểu mà phân tích những S cộng đó nó có cái khả năng như thế nào để có thể phù hợp với những cái bảo vật như ra sao bảo vật vàng đấy nó có công dụng gì nên bạn nào mà vẫn muốn mình tư vấn tham khảo tiếp về những bảo vật vàng tới uh, cho những S cộng khác chẳng hạn thì các bạn hoàn toàn có thể comment ở dưới để khi nào mà mình làm những clip khác thì mình sẽ kèm theo đó để nói tiếp về những S cộng với những bảo vật vàng còn bạn nào mà có những hướng đi khác các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những món đồ khác các bạn cảm thấy thích hợp với ý của mình đều được cả bởi vì là có tận 16 món đồ mà và những món đồ thì lại có những công dụng khác nhau bạn hoàn toàn có thể sử dụng những món đồ đó để như là để dành cho mục đích của bạn, hoàn toàn có thể được. Đây cũng chỉ là ý kiến riêng của mình thôi. Và dựa theo đó là những người chơi bản tiếng Trung hay sử dụng những món đồ như thế nào. À, hiện tại bây giờ thì trong lúc review như vậy thì cái sự kiện Indigo nó đang diễn ra giống như thế này rồi và đang bị mình đang bị thua một trận ở đây, ngày mai sẽ diễn ra tiếp tục. Tuy nhiên là mình cũng không có thời gian để vào đây chỉnh sửa, thế nên là đợi được hạng cao thì vẫn được, còn nếu không thì chịu thôi. Đây vừa bị thua đây Ok hẹn gặp lại các bạn ở một clip tới